Đây là chợ cây ở ngoài triển lãm sinh vật cảnh Thạch Thất. Triển lãm lần này được tổ chức ngay ở trong Ủy ban Nhân dân của huyện Thạch Thất. Đây là khu vực bày bán cây của anh Cường ở Đồng Trúc, Thạch Thất. Anh Cường mang đến lần này cũng rất là nhiều cây, từ những cây bonsai cho đến những cây cảnh khủng. Đây là anh Cường, chủ nhà vườn. Xin chào. Đây là cây khế. Tùng La Hán này. Đây cũng là một cây khế này. Cây khế nữa này. Cây này nhỏ nhưng cũng rất là già cây rồi này. Chân bệ nhìn cũng được này. Cái khế này bao nhiêu tiền anh Cường nhỉ? Triệu rưỡi. Cái này đẹp nhỉ. Cái này thì bao nhiêu? À, tính những cây này đây là giá nó cũng là 1.8 triệu. Giao dịch khoảng ở hơn 1 triệu đúng không? Cái này đẹp. 1.5 triệu cái khế như này. Linh Sam đây. Đang ra hoa này. Cây linh sam hai thân. Cái linh sam này bao tiền? 2 triệu. 2 triệu cái linh sam. Nói chung giá như thế cũng là hợp lý. Cái linh sam như này, kích thước cũng tương đối chứ không phải nhỏ quá nhỉ. Tương đối. Cái này chắc cũng giá vậy à? Cái này cũng 2 triệu này. So sánh cái gốc với bàn tay này cũng không đến nỗi nhỏ quá, mà kiểu dáng cây cũng rất là đẹp. Ổi này.
mai chú thủy. Cái này trông cũng quái cây nhỉ. Chỗ này của nhà vườn khác à? Dạ. Nguyệt quế đây. Tùng La Hán. Tùng La Hán đây. Cái này bao tiền cái tùng La Hán này? Một cái tùng La Hán cũng rất là côn cây. Được anh Cường có giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu cái tùng La Hán này cũng là tương đối hợp lý. Cây cũng già cây rồi này. Được cắt giật côn này. Cảnh rất làm nghệ thuật này. Và tổng thể cây nhìn cũng đẹp. Cây xa cái này một chút. Đây có một cái tùng La Hán nữa này. Cả dãy này của mình à? À bên nhà vườn kia trong chỉ có đỗ xanh xanh vào à? À. Đây, rất nhiều những cái tùng La Hán này. Tùng La Hán nữa này. Cây này cũng đẹp này. Đây cũng cây tùng La Hán này. Cái này bao tiền rồi nhỉ? 2 triệu cây tùng này.
Ngoài những cây bonsai thì anh Cường đợt này cũng mang đến một số cây có kích thước lớn. Đây là một cây nguyệt quế đây. Tùng là hán đây. Tùng là hán hai thân. Tùng là hán nữa này. Cái khế đây. Cái mai kia của mình à? Cho nó quay kìa. Tùng là hán đây. Mai chú thủy đây. Mai tứ quý. Mai tứ quý nó chậm lớn nhỉ. Có được cây này cũng hiếm đấy. Mai tứ quý khi mới ra thì nó hoa của nó cũng màu vàng như mai vàng miền Nam. Và sau màu vàng thì nó chuyển sang màu đỏ như này nè. Cây long đây. Công nghệ thông tin và cuộc sống.
quen lắm. Quen à? Rồi. Đôi long là bao tiền này anh Cường nhỉ? Đôi 80 triệu. Đây làm đẹp nhỉ? Cảnh của nó làm cũng đẹp. Đôi long anh Cường báo giá là 80 triệu. Tức là 40 triệu một cây. Tám mươi triệu một đôi long như thế này, đôi long rất đẹp.